Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em. Anh em thấy không, tôi thực hiện rất là đúng cái lời hứa của tôi nha. Đấy, khi mà cái clip này nó ra, có nghĩa là gì? Là cái clip trước chúng ta đã đủ 100 like. Đấy, và một ngày nhá, một ngày là tôi sẽ ra hai clip. Vui chưa, mừng chưa? Đấy, rất mừng đúng không? Rất là mừng. Mừng quá đi mất. Đấy, tôi thì tôi nói thật với anh em là tôi cũng khá là lo lắng khi mà tôi ra một cái điều kiện là như thế. Ra điều kiện xong là lúc nào cũng là cả cái buổi chiều lo lơm lớp, là không biết là các anh em liệu rằng là các anh em có like không, hay là mình ra điều kiện đấy rồi cũng chả bố con thằng nào quan tâm. Chả bố con thằng nào quan tâm cả. Đấy, tôi cứ ra điều kiện vu vơ thôi. Thế rồi cuối cùng là anh em vẫn quan tâm, anh em cho cái like để rồi tối có cái clip để up lên cho anh em. Rất là mừng. Ui mà cái này hay nhá, cái này rất hay đấy. Nó tạo thành cái thói quen anh em ạ. Nó tạo thành cái quen giống như kiểu trong cuộc sống anh em ấy, thói quen sinh hoạt ấy. Thì cái này nó cũng thế thôi. Nó tạo thành một cái, nó giống như cái phản xạ có điều kiện, thói quen. Đấy, đấy là anh em cứ vào anh em like. Anh em thành thói quen rồi anh em like. Thì tôi tự nhiên tôi lại, cái ngày hôm đấy tôi lại có cái thói quen là tôi up hai clip. Đấy, dần dần là nó trở thành là một cái gọi là truyền thống, là ngày là hai clip luôn. Đấy, hay không? Đấy, rất hay nha anh em nhá. Đấy, hy vọng là anh em vẫn có cái thói quen đấy trong cái clip này nha anh em nhá. Tức là anh em vẫn like cho tôi vào cái clip mà tôi ra vào buổi tối. Đấy, chứ còn cái clip vào buổi sáng thì nó có cái điều kiện thì không nói làm gì. Tức là anh em phải có cái điều kiện là anh em like để buổi tối có clip ra. Thì cái với cái clip vào buổi tối ấy, thì nó cũng chả có cái điều kiện gì đâu nha anh em nhá. Nên là anh em thấy yêu quý tôi, anh em giúp tôi để anh em like vào thôi nhá. Chứ còn không phải là cái clip vào buổi tối tôi ra mà tôi đủ 100 like thì tôi lại đêm, tôi lại 12 giờ đêm chẳng hạn, hay là 1 giờ sáng lại có clip nữa thì chắc là không có. Nhưng mà sáng mai là có nha anh em nhá. Sáng mai sẽ cố gắng ra clip cho anh em. Đấy, còn anh em yên tâm nhá, clip thì ra nó dễ lắm. Đối với tôi thì nói thật với anh em là một ngày ấy, ra 5 cái clip top 1 thì nó đơn giản mà. Cái vấn đề ở đây này là cái clip nó có chất lượng hay không, nó có đủ hấp dẫn hay không. Thế nhá anh em nhá. Thế thôi, đơn giản là thế thôi. Tức là đối với tôi thì cái tiêu chí quan trọng nhất ấy, nó là một cái tiêu chí là cái clip tôi ra là nó phải thật sự, nó phải thật là chất lượng. Đấy, cái quan trọng nhất nó là chất lượng. Đấy, nó là một cái clip, làm ra một cái clip, một cái đội hình, hoặc là một cái line up, hoặc là một cái trận đấu mà anh em không làm được thì anh em mới xem. Đấy, chứ còn bây giờ mà chơi mà ai cũng làm được thì nó lại không nói làm gì nhá anh em nhá. Đấy, mà tôi cũng có một cái suy nghĩ là chắc là các anh em xem kênh của tôi đến 99,99% là các anh em thích xem tôi chơi, chứ còn cũng không thích xem tôi nói chuyện đâu. Tức là thích xem vì là tôi chơi nhiều hơn, là vì cái nội dung video nhiều hơn, là vì là cái cách của tôi nói chuyện. Đấy, có phải đúng như thế không anh em? Nếu mà đúng như thế thì anh em confirm nhá. Em confirm thôi, thoải mái thôi, vô tư anh em, không có vấn đề gì nhá anh em nhá. Anh em cũng không cần phải là khách sáo gì đâu, cứ nói đi nhá. Cứ anh em cứ thấy cái gì mà anh em thấy không thích thì em cứ nói. Ok, nhưng mà này, từ từ đã, không thích thì nói nhá, nhưng mà thích thì cũng phải nói để người ta biết được cái chỗ nào mà thích thì còn được phấn đấu tiếp tục duy trì nhá anh em nhá. Chứ lại toàn không thích thì nói, cứ anh em hay thế lắm. Anh em rất là hay, kiểu là không thích thì nói rất là nhanh, nhưng mà cái thích thì đéo bao giờ nói, chả biết đâu thích cái gì nhá anh em nhá. Đấy, anh em thoải mái đi. Nhất là các anh em mà fan cứng, hay là các anh em mà coi như là hội viên đăng ký kênh rồi xem lâu rồi, thì tôi nói thật với anh em không phải ngại đâu nhá, không phải ngại đâu. Đấy, cứ yêu cầu thôi nhá. Tôi xin là coi như là nguyện phục vụ anh em hết tâm sức của mình thôi nhá. Nói thật với anh em là vèo một cái thôi, tôi mới chỉ có ra clip một chút thôi đấy, một thời gian mà 100 like thì chứng tỏ anh em cực kỳ quan tâm. Rất là vui luôn. Rất vui. Đấy, cái đấy là nó thể hiện là anh em yêu quý rồi. Chứ còn nhiều khi là còn chả thèm quan tâm cơ. Chả thèm quan tâm, chả thèm like, chả thèm comment. Rồi cái đấy thì là xác định luôn là coi như là thôi, chắc là bỏ nghề. Bỏ nghề thôi, bỏ làm YouTube thôi. Đấy, nhưng mà anh em vẫn quan tâm thì vẫn còn chiến đấu được nhá anh em nhá, vẫn còn chiến đấu được. Đấy, còn nói thật với anh em là ôi dồi, kênh nó đang phát triển vãi đái luôn. Hunter à, Hunter à, kênh tự nhiên nó phát triển anh em ạ. Anh em cứ để ý mà xem, hôm qua tôi có up cái post lên ấy, tôi up cái ảnh lên. Hôm qua là mới bao nhiêu sub, mới là 20.450 thôi, 20.450 thôi. Hôm nay là đã là 20.550 rồi đấy anh em. Một ngày là nó trôi qua là coi như là thêm được 100 người sắp mới. Đấy, tốc độ của nó là bằng với tốc độ của 2 tuần trước. 2 tuần trước tôi mới được thêm 200. Đấy thì ở đây một ngày nó được thêm 100 rồi.
vừa ngày hôm qua ngày hôm nay thêm 100 sub mới, chứng tỏ là kênh đang phát triển. Tội gì cái đợt này là tôi phải cố gắng thôi nhá anh em nhá. Nó đang gọi là đang tự nhiên lại YouTube lại đề xuất rồi, cũng như là nhiều người quan tâm anh em ạ. Tự nhiên nó lại thế cơ. Ờ thế lại nó lại kiếm được tiền. Ừ, đấy thế là tôi coi như là lại coi như là có cơ hội kiếm tiền thì tội gì mà không kiếm. Nhà anh em nhỉ. Thế thôi thế thì cố gắng thôi nhỉ. Ừ. Hay là làm cái quả mục tiêu nhỉ anh em nhỉ. Làm quả mục tiêu từ bây giờ đến tháng 4 đúng không? Để cuối năm đi. Thôi cuối năm cũng không nhiều nhận gì, mong anh em giúp cho được 30.000 sub thế là ok nhá, thêm 10.000 sub nữa. Đấy, thế là ok rồi. Đấy nhá anh em nhá. Anh em cố gắng là giúp tôi nhá, đạt được mục tiêu, cố gắng đấy, phấn đấu. Cùng nhau chúng ta cùng nhau phấn đấu tạo thành cái thói quen. Đấy thì anh em có đồng ý với tôi không nào? Nếu mà anh em đồng ý thì anh em cho một like nhá, cho một like luôn nhá. Thể hiện luôn quan điểm luôn là đồng ý hay không nhá anh em nhá. Để xem chả có ai like. Sợ thật sự. Ok được rồi, ok thế là được rồi. Ba hoa bốc phét một tí thế thôi. Chứ còn bây giờ đây này, bây giờ vào cái trận đấu này xem là trận này chơi cái gì này. À, vẫn chưa biết là chơi cái gì, vẫn đang rất là kiểu hoang mang. Đấy, anh em thấy mua rất là gọi là rất nhiều thứ ở đây. Mua cả coi như là Hunter và mua cả Spirit, mua cả Mết viết các thứ ở đây nhá. Được đấy, trận này có Tesu anh em ạ. Để ý đầu trận rồi. Có Tsunami ở trong cái trận đấu này. Rồi, chưa biết là chơi gì đâu. Hay God. Thực ra thì bây giờ tôi vẫn đang rất là không biết là chơi gì. Ồ. Sáng nay thì có chơi Hunter rất là bon đấy, rất là bon đấy. Leo rank thì nói chung là đấy, tôi cũng chia sẻ với anh em rồi, Hunter đó là gọi là thông thạo 10 của tôi. Thông thạo nhất luôn. Thông bộ thông thạo 10 thì chắc là cũng có nhiều bộ thông thạo 10, nhưng mà thông thạo nhất thì chắc là đấy, chỉ có một bộ thôi, Hunter rồi nhá, không nói nhiều. Thế nên trận này có chơi Hunter không? Đấy, trận này có ông cũng chơi Hunter đấy. Nhìn trông có vẻ như là giống như là có người chơi Hunter. Trung Quốc là chơi Hunter này. Đây này, nhện nó ra này. Ôi, thế trận này khả năng Hunter là cao rồi. Thực ra cái bộ Hunter này thì tôi chơi nó khá là gọi là thế nào nhỉ? Phải nói là nó nhuần nhuyễn đến cái mức độ mà tôi cũng chả cần 6 Hunter đầu game ấy. Chơi đến cái mức độ mà nó cũng chả cần 6 Hunter đầu game đâu anh em ạ. Chơi nó quen rồi nên là cái thời điểm nào mà cần up cấp, thời điểm nào mà giữ máu thì nói chung là nó rất là ok. Căn bản là chơi nó thuộc bài rồi ấy. Nó thành sách giáo khoa rồi anh em ạ. Chơi cái bộ này bây giờ cho đồ cho cái con nào cho nó ngon đây. Con nhện. Cho con nhện đi. Cho đồ cho con nhện anh em ạ. Con nhện nó đam to hơn. Nhện đam to hơn. Cung đen 2 sao thì chuyển đồ cho cung đen. Đấy, trận này thì nói chung là đồ thì cũng chưa nếu mà xem đồ nhá thì cũng chưa chốt được là Hunter đâu. Đấy, nhưng mà để mà chơi bộ Hunter thì hôm nay chơi rồi. Mà chơi 2 lần. Tôi cũng đang rất là đắn đo. Nếu mà chơi Hunter thì thế đéo nào top 1 thôi anh em ạ. Chơi thế đéo nào top 1 thôi. Hay là chơi thử xem là nếu mà bây giờ mà mình không chơi Hunter mà mình tí nữa mình chơi mình chuyển tí được không? Tôi thường là có một cái bất ngờ dành cho anh em ở cái giai đoạn mà lừa anh em hay đánh lừa anh em. Đấy, giai đoạn giữa game rồi cuối game tự nhiên lại đăng. Có rất nhiều anh em là anh em mới xem đúng không? Thì anh em phải làm quen đi nhá. Tức là nhiều khi là đầu game ấy tôi chơi ví dụ là tôi chơi Hunter nhưng cuối game tự nhiên là 9m đó là quá là bình thường anh em ạ. Quá là bình thường luôn. Đấy. Nhiều khi nó như thế, hay là tự nhiên là đang đầu game mà đang chơi Hunter xong rồi cuối game tự nhiên nó lại thành God. Ồ, nó lại thế cơ. Đấy, hay là tự nhiên đầu game mà đang chơi Clive cuối game thì nó lại đéo phải Clive, nó lại là beat. Ôi giời. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Đấy, thế là anh em mới xem chắc anh em nó cũng hơi bỡ ngỡ tí. Đấy, có rất nhiều anh em là mới xem kênh tôi. Nhưng tôi cũng dặn trước cho anh em đỡ sốc. Đấy, nhá anh em nhá, dặn trước cho anh em đỡ sốc. Không lại có những cái cú sốc nó giống như kiểu các cái cú sốc đầu đời của anh em khi bị lừa ấy. Giống kiểu như là anh em hồi bé thì bố mẹ anh em bảo anh em là để cho bố mẹ giữ tiền mừng tuổi cho, xong lớn lên bố mẹ trả lại ấy. Đấy, nhưng mà đéo có. Nhá anh em nhá, nhưng mà cuộc sống nó là những cái cú lừa. Nhiều khi là đấy, tôi bảo là tôi chơi Hunter nhưng cuối cùng là tôi đéo chơi Hunter đâu. Nhá anh em nhá, anh em đừng bỡ ngỡ. Cuộc sống nó là những cái cú lừa mà. Rồi, nó dặn trước như thế là chắc chắn anh em sẽ không bỡ ngỡ đâu. Tôi tin là như thế. Thôi chết à. Ra 11 gặp thằng FC thôi chịu à.
Rằng FG thì tôi nghĩ là mất chuối. Không ăn được, chịu thôi. Thằng này nó khỏe quá. Bốn này. Không ăn được, không ăn được. Quả này dắp trâu lắm. Đấm mãi không mất máu cái con heo của Lai kìa anh em kìa, cay thật đấy. Thôi nói chung là xác định mất chuối anh em ạ, khó. Thầy khó lắm. Form được cái bộ của Lai 2 sao rồi thì nói chung là không có cửa Hunter đâu, Hunter yếu. Mà tuy nhiên là bây giờ vẫn chưa ra Hunter này, cay nhỏ. Hơi cay đấy, hơi cay đấy, hơi cay đấy. Thôi đằng nào mất chuỗi thôi anh em ơi. Cái bộ này nó phải đến cái giai đoạn này là nó phải đủ 6 Hunter rồi thì nó mới đỡ được cơ. Chứ còn bây giờ thì nói chung là thôi thì chúng ta lại phải tìm Eco nó vứt vào vậy. Tầm này lại phải vứt Eco vào đấy. Thói quen của tôi là cứ yếu một cái là vứt Eco vào luôn. Tầm này cảm giác yếu so với cả bọn nó. Có thằng nó lên con cây 3 rồi cơ anh em ạ, không đơn giản đâu. Nhìn thấy có thằng lên con cây 3 rồi đấy, trong cái bộ đẻ đấy anh em. Thằng này thì có ăn được không? Chắc vẫn ăn được. Thỏ 2 sao. Thỏ 2 sao, ốc 2 sao. Chắc chơi Glitter. Thằng này chơi Glitter. Mà nói chung ấy là ăn được này. Ăn được. Hunter nói chung là vẫn có đam anh em ạ. Vẫn có đam giai đoạn đầu game. Rồi. Bộ truyền thuyết này thì nói chung là không ca lông có chơi con nhỉ. Trận này cảm giác khá nhiều bộ đánh tay đấy. Đối thủ khá nhiều bộ đánh tay. Tôi thấy khá nhiều bộ đánh tay. Có cả Hunter, có cả Glide. Có cả Glitter là những cái bộ đánh tay được. Beat. Toàn bộ đánh tay thôi anh em ạ. Beat cũng là bộ đánh tay luôn. Vậy là trận này có rất nhiều bộ lay up đánh tay. Đi một cái line up mà counter tất cả bọn này luôn. Chơi line có hai thằng chơi của line cơ chứ không phải một thằng. Ăn cổ này, thằng ăn cổ Vũ này đúng không? Ăn cổ Vũ với cả thằng FG là nó chơi của line, rồi hai thằng chơi của line luôn. Toàn là các bộ đánh tay thôi anh em ạ. Bây giờ chơi một cái line up một counter đánh tay mà trận này không có ca lông. Không có ca lông đúng không? Gót sùng mập à? Gót sùng mập đúng không? Gót sùng mập không? Không, không nhá anh em nhá. Gót sùng mập tôi chơi rồi và tôi nói rồi, cái bộ bí kíp tôi chơi đúng lần rồi. Anh em nói chung là anh em ngộ ra thì anh em chơi nhá anh em nhá. Tôi không chơi bộ bí kíp nhiều đâu. Bộ bí kíp nó phải là cái bộ mà nói chung là một tháng ra đúng một lần cho là quý anh em ạ. Mấy cái bộ quý hiếm thì phổ biến cho nó ít thôi, chứ còn phổ cập nhiều thì nó cũng không hay lắm nhá anh em nhá. Đấy là cho nó quý chứ bây giờ mình phổ cập vào thì nó lại không hay. Vứt Eco vào chắc chắn rồi. Tôi là tôi cứ vứt Eco vào, tôi cảm thấy là tôi yếu, tôi vứt Eco vào luôn. Thói quen rồi, nó thành thói quen rồi. Anh em cũng thành thói quen nhá. Đấy hay lắm đấy. Rất hay đấy nhá. Anh em thấy cái trận trước sáng nay nữa đấy. Đấy, sáng nay tôi cũng vứt con Eco vào. Mặc dù là nó một sao thôi nhưng mà nó giữ máu tôi. Đấy, xác định đây gặp thằng này rồi, anh em thấy cái lựa chọn của tôi nó phải nói là bố có chính xác luôn. Gặp ngay thằng cây 3 sao. Cây 3 sao luôn này. Đấy, giữ được một đống máu chứ anh em, đâu có ít gì đâu. Đấy anh em thấy không, nói chung là có những cái quyết định mà nó mang tính nó gọi là bức ngoặt đấy. Thấy không? Rồi đẩy tôi 10 máu, nếu mà quả đấy mà tôi không kẹp Eco vào là nó còn mất nhiều hơn cơ. Thôi từ bây giờ đợi đến bao giờ có 6 Hunter thì mới gọi là chơi được này. Đấy, chứ còn bây giờ mà chưa có 6 Hunter thì lại phải vứt Eco vào thôi, Eco tiếp. Chuyện này nói thật với anh em là bây giờ tôi vẫn đang trên cái con đường xây dựng đó là 9 Hunter ở đây anh em ạ. Vẫn đang xây dựng ở trên con đường 9 Hunter đấy. Không hề là gọi là giả chân như anh em nhé, không hề giả chân đấy, vẫn là đang ghép đồ các thứ 9 Hunter. Đấy, xây dựng vẫn mua Hunter bình thường. Chứ chưa hề có một cái chút gì đấy gọi là lừa đảo anh em đâu nhá anh em nhá. Nhưng mà nhiều khi là những cái cú lừa nó sẽ ở cái phút chót. Cú lừa nó sẽ ở cái phút chót nhá anh em nhá. Rồi. Đép cái đao quái này chắc là tôi nghĩ là đép thành công rồi. Ok. Đừng có bảo là không đép được cái đao quái này nhá.
Ui rồi đám ma pháp ạ. Thôi xong rồi, đồ này đéo phải đủ hunter. Nói cho nó nhanh. Đám ma pháp thì không chơi được hunter đâu anh em ạ. Round trước thì ra cái trượng phép ạ. Round trước thì ra cái trượng phép, round này thì ra cái viên ngọc dã man thật sự đó. Đồ này không chơi hunter rồi anh em ạ. Thôi xác định quay xe thôi anh em. Đấy, ôi rồi ôi. Đồ thế này thì làm ăn cái gì, có ghép được cái đéo gì đâu. Nói chung là bây giờ đây là cái lúc mà phải tính toán đấy này. Đấy, cái round 15 này là cái round mà chốt đồ là phải tính toán là chơi cái gì thế này. Late game địch thủ ấy, các cái đối thủ thì nó cũng đang form được đúng cái đội hình rồi. Nhìn là ra rồi anh em ạ, nhìn là ra là nó là cái gì rồi. Đấy, anh em nhìn là ra luôn, một thằng chơi gấu, một thằng chơi hunter, hai thằng chơi glide, một thằng chơi beat. Đấy, nhìn phát là biết ngay rồi. Lướt qua phát là biết ngay là đối thủ chơi gì rồi. Đấy, còn một thằng ở 9m là cuối cùng chơi một cái lap là mà nó đấm được hết bọn này. Nó lại vừa counter vào lap đánh tay mà nó lại không sợ 9m. Đấy, đấy bây giờ nó mới là cái mà phải đau đầu suy nghĩ này. Bây giờ nó phải là một cái đau đầu suy nghĩ ở cái giai đoạn này. Hai con eco luôn không nhỉ? Cho hai con eco vào giữ máu luôn này. Đấy, quan trọng nhất là nó ở cái bước ngoặt nó ở đây này. Chọn sai line up một cái là ăn cứt ngay. Chắc chắn là bốc cứt, không nói nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà tỉnh táo và đưa ra là một cái đội hình mà để đấm được hết bọn nó thì là chúng ta vô địch. Thế thôi, đơn giản là thế thôi. Nhưng mà chơi cái gì thì bây giờ còn phải tính. Từ từ đã anh em, vẫn chưa biết chơi cái gì. Tôi vẫn đang nghĩ anh em ạ, vẫn đang nghĩ. Ra ăn cáo chơi không nhở? Thực ra chơi cáo thì nếu mà với những cái đội hình như này thì cũng không ổn lắm đâu. Cáo insect à, không có chém lan anh em ạ. Không có chém lan mà trận này có beat với cả có glide thì nó không sợ insect lắm. Phải chọn một cái đội hình mà nói chung là nó phải ít nhất là nó phải chơi được với 3 bộ thì mới được top. Ít nhất là chơi được với cả 3 bộ mới được top. Đấy, 6 hunter ra rồi này. Đủ 6 hunter rồi. Cho vào rồi. 6 hunter, được. Ok, 6 hunter rồi thì bây giờ như nào nữa nhỉ? Liệu rằng là chúng ta có lên là chơi hunter không? Trận này thì nói thật với anh em là đồ ấy. Đồ này nó không phải đồ chơi hunter đâu. Đồ chơi hunter là gì? Đồ chơi hunter nó phải có một cái bộ set. Cái món đồ mà nó phải nói là nó là cái món đồ coi tầm luôn. Bộ set đầu game. Bởi vì làm sao mà nó lại là cái bố set anh em, đơn giản thôi, nó là tăng tốc đánh anh em ạ, tăng tốc đánh. Mà khi mà chúng ta có 9 hunter ấy thì nó sẽ tăng cái hiệu quả của cái việc là bắn để đẩy phía sau ấy. Đấy, bắn vừa đẩy thì nó phải tốc, nó bắn nhanh thì nó sẽ tăng cái phần trăm, nó tăng cái số lần mà đẩy nhiều hơn. Đó. Nên là trận này không có bố set hơi toang. Mà trận này có thằng hunter nó xanh hơn tôi nhiều, anh em vừa nhìn nữa đấy, vừa qua nhà xong, vừa qua nhà hỏi thăm xong anh em. Súng 2, cung đen 2, ra rồng rồi, không chơi được. Trận này tôi nghĩ khả năng cao là sẽ không chơi hunter. Còn chơi gì bây giờ thì vẫn đang tính anh em. Hơi đau đầu trận này. Chơi cái gì nhỉ? Hai thằng Clyde, hai thằng Beat. À, hai thằng Clyde, một thằng Beat, một thằng chơi gấu. Một thằng chơi hunter. Một thằng chơi 9m. Đấy, quan trọng là nó lại có một cái thằng chơi 9m vào, nó khó ở cái chỗ đấy. Lại phải nghĩ là phải chơi nào để đấm cái thằng 9m đấy nó mới khó. Chứ còn chơi một mình counter bọn kia thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ nó thêm một cái thằng nó lại lạc quẻ quá. Lại phải có thêm một thằng 9m, lại phải coi như là ghép BKB các thứ thì nó hơi thừa các cái đồ. Mà đồ làm gì có nhiều thế đâu để mà ghép đâu. Vấn đề nó cái chỗ đấy đấy anh em ạ. Bây giờ một cái đội hình mà bản thân nó đã counter vào 9m đã thì nó không phải lo cái việc đồ để ghép cho 9m anh em ạ. Đấy. Bây giờ cứ nghĩ là như này đi cho nó dễ đi. Đấy là chúng ta sẽ có cái lượng đồ để chúng ta chơi với những cái thằng đánh tay. Và chúng ta có một cái đội hình để chúng ta counter vào bọn 9m. Và chúng ta lại có một cái con tướng. Chúng ta phải chọn một cái con tướng để không sợ những cái thằng đánh tay mà cũng không sợ những thằng 9m. Đấy, chúng ta phải như thế cơ. Trận này thì không có Calum. Chơi God. Nếu mà chơi God thì không có Calum. Rồng mập thì không mua. Từ đầu game không mua rồi.
Đấy, thì bây giờ chơi như thế nào đây? Đấy, nó tìm một cái con, tìm một cái con tướng mà nó không sợ cái bọn đánh tay. Không có búa xét rồi. Đồ này nói chung là tôi là thật với anh em, chắc là phải chuyển sang chơi gót. Chắc chuyển sang chơi gót. Mà gót gì, gót rồng mập thì không mua. Mà rồng mập tôi không có ý định chơi đâu. Tôi nói thật là anh em là như thế. Nói luôn từ đầu rồi. Gót rồng mập nó là bộ bí ký, tôi không chơi. Thế thôi. Chứ còn chơi phổ biến quá, mấy cái clip ra thì đông người chơi lắm nha anh em nhá. Thế nên là không chơi. Rồi bây giờ chơi cái bộ gì nào? Hunter thì chắc là đồ này chịu thôi. Không chơi hàng Hunter đâu. Đây này, ui dồi ôi, gặp cái thằng này nó đẩy cho thì thôi sấp mặt luôn anh em ạ. Cái cỡ này bây giờ toàn một sao Hunter thì làm sao mà đỡ được với cái bọn Beast ở đây. Beast Fallen Witcher gần 2 sao nhưng mà nó đẩy khủng khiếp luôn. Với cái con cây ba kia đằng sau kia thì thôi. Trời. Đào. Kẹp hai giữ máu vào còn không ăn ai chứ đừng có nói là bây giờ còn kẹp một con Echo. Tôi đang tính cái việc là bây giờ là bỏ Hunter ra kẹp Echo vào luôn ý anh em ạ. Chết thật. Bỏ Hunter vào kẹp Echo vào luôn chứ còn bây giờ Hunter tôi thấy nó bắn nó yếu quá, không có đam. Tính toán chơi con gì đây? Tự nhiên tôi lẩy ra một cái ý tưởng anh em ạ. Tự nhiên tôi lại có một cái ý tưởng mới. Ờ. Tôi tự nhiên tôi lại chú ý đến cái con nhện này. Gót nhện. Gót nhện thì sao? Gót nhện có được không? Được. Được không nhở? Gót nhện đúng không nhở? Nếu mà chúng ta chơi gót nhện nhá. Để tôi xem nào, tôi tính nào. Gót nhện thì con nhện này nó không sợ, nó không hề sợ cái bọn đánh tay. Nếu mà chúng ta có những cái lưới nhện nó tung ra mà nó tung ra được nhiều và nó đúng thời điểm. Thử nhá anh em nhá, thử nhá. Đập lại chúng cho nhện này. Ồ, được không? Với những cái gì mà tôi biết về những cái bộ khác ấy thì có thể chơi được con nhện này đấy. Anh em ạ. Ồ, được cái nhỏ. Với những cái hiểu biết của tôi về những cái bộ còn lại mà chúng ta đang phải gặp, chúng ta phải đối đầu với cả những cái bộ còn lại ở trong cái trận đấu này thì một con nhện nó cũng có thể giải quyết được khá nhiều vấn đề với cả bọn Hunter đấy. Giải quyết được khá nhiều với cả cái bọn Beast đấy. Giải quyết được khá nhiều với cả bọn Lai đấy. Ừ. Tại sao không? Ồ, tại sao không nhờ? Chúng ta thử đi. Thủ đi, biết đâu nó lại là một cái trận đấu mà nó bùng nổ. Ờ, biết đâu nó lại là một cái trận đấu mà nó đặc sắc. Được đấy anh em ạ, được đấy. Để xem nào. Được đấy, gót nhện nào. Đây này, em này, đủ rồi đấy, đủ chưa? Đủ rồi này. Nhưng mà từ đã, 6 đỏ thì có vẻ ok hơn. 4 đỏ à? Trời ơi, đây chắc tôi nói thật với anh em, tôi là cái người đầu tiên chơi cái bộ này luôn trong cái trò chơi này. Chắc là cái người đầu tiên khai phá ra cái bộ này luôn đấy. Nếu mà nó thành công thì tôi là cha đẻ của bộ này luôn. Lại một cái bộ bất hủ nữa lại được sinh ra. Lại một cái bộ mà nói chung là nó đi vào coi như là cái gì, nó lịch sử auto chết luôn anh em ơi. Nếu mà thành công nha anh em nhá, còn nếu mà thất bại thì đúng là nhục mặt luôn anh em ạ. Thất bại thì đúng là đeo mò vào mặt đúng không? Đeo mò vào mặt đúng không? Mẹ chín Hunter to nhờ. Thằng Hunter to đấy. Xong tí nữa anh em lại bảo nay thì thử nghiệm này, nay thì coi như là khai phá này. Rồi anh em ơi, đủ bộ ở đây. Xem nào. 6 đỏ. 6 đỏ. Gót nhện anh em ạ. Vãi cứt thật đấy. Ôi dồi ôi Tuấn ơi.
Làm quả gót nhện này có hơi quá đáng không nhỉ? Nhưng mà tôi nói thật với anh em là nếu mà theo lý thuyết nhá, những cái gì mà tôi biết ý, về những cái đối thủ còn lại ý, thì con nhện này là một cái con counter đấy nhá, một con counter nhá. Còn riêng cái bộ gót đỏ thì nó không sợ bộ 9m rồi. Đấy, nó không sợ 9m rồi. Còn những cái thằng đánh tay thì con nhện là nó giải quyết lốt, thế là xong. Đấy, nếu theo tính toán về lý thuyết nhá anh em nhá. Còn về thực hành thì để đấy để xem là Tuấn Cơm liệu rằng có thực hành theo đúng kiểu dạng lý thuyết đề ra được không, thì từ từ nhá anh em, từ từ để xem nào. Chứ còn nói thật với anh em là riêng cái bộ ở trong này thì tôi không dám nói là tôi là thông thạo bộ ít, tôi không dám nói là tôi thông thạo bộ Glide, nhưng mà riêng cái bộ Hunter tôi thông thạo phải cứt luôn. Đấy rồi, lên 10 luôn anh em ạ, lên 10 luôn. Rồi, tôi nghĩ là sẽ lên 10 luôn. Về căn bản là bây giờ chúng ta lên 10 luôn, chúng ta có đủ bộ gót, đủ bộ gót nữa. Đấy, giảm cái cooldown của gì nhỉ, cái mạng nhện đi. Cái mạng nhện nó sẽ tung liên tục. Rồi, để counter lại mấy cái thằng đánh tay anh em ạ. Nói chung là về cái bộ thông thạo về Hunter thì không phải bàn cãi đâu anh em. Bởi vì là thông thạo nên tôi cũng biết cách để tôi đấm nó luôn. Đấy, chứ không phải như là một vài anh em là nó chỉ là gọi là yêu thôi đâu, cờ hót thôi đâu. Đây 9m này, ăn được không? Gót đỏ thì đâu có sợ 9m đâu, gót đỏ đâu có sợ 9m đâu. Đấy, ui rồi, ui anh em ơi, cái con nhện nó còn đẻ ra khỏi nhện con nữa kìa. Thấy không anh em, phải tính toán, tính toán luôn. Ui rồi, tôi tính quá. Chỉ đấy, chỉ đấy. Một cái bộ live up counter được bộ 9m. Ờ, counter được bộ 9m. Vừa counter được 9m là vừa counter được cái bộ đánh tay luôn. Đây rồi, chính xác là cái bộ này rồi anh em. Trời ơi, Aegisit, Aegisit của Hunter. Đấy, Glacier, có bộ Glacier luôn. Rồi, Beat, Glacier Beat. Được đấy anh em ơi. Trời ơi, cái bộ này counter luôn cả Beat luôn. Cả Aegisit bắn trượt thì có nói là cái gì anh em. Bắn trượt thì nó sao mà trúng được. Đấy, nó bắn trượt. Cứ đứng ở trong mạng nhện thôi. Con nhện này thì nói tóm lại là cái gì, cái mạng nhện nó tung ra liên tục anh em ạ. Trời, được đấy, được đấy. Ôi, tôi lại khai sinh ra một cái lay up mà như bao cái lay up khác rồi anh em ơi. Nó lại đi vào truyền thuyết luôn. Trời ơi, xem nào. Gấu assassin lên 2, gấu mết lên 2 sao. À, chơi bộ gấu à. Khả năng đây nó sẽ là cái bộ gấu kết hợp với cả bọn ấy đây. Bọn Witch đây, Witcher đây. Được đấy. Ui, anh em ơi, thấy counter đánh tay chưa? Anh em thấy counter đánh tay chưa này? Con gấu nó đứng ở trong cái mạng nhện anh em ạ. Nó chém trượt. Trời ơi, cái mạng nhện này hay lắm nhá anh em nhá. Mạng nhện này cực hay luôn. Đấy là cái bọn Hunter ấy anh em. Cái bạn Hunter nó có cái khả năng nó là bắn trúng đúng không anh em? Nhưng mà nó lại không thể là bắn trúng được khi nó đứng ở trong cái mạng nhện. Đấy, cái đấy là cái anh em chưa biết đúng không? Chỉ có những cái người mà thông thạo ở cái bộ Hunter mới có thể biết được cái bộ đấy thôi. Khi người ta chơi nhiều cái bộ Hunter ấy anh em ạ, là người ta mới biết được cái điều đấy. Đấy là nó chỉ là counter cái bộ Feather ấy, cái bộ ép ấy, là bản thân cái con tướng ấy nó có cái hiệu ứng đánh lé ấy, đánh trượt ấy, thì là cái bộ Hunter nó bắn trúng vào những cái con mà nó có cái hiệu ứng bắn trượt. À, cái hiệu ứng của bản thân của nó là có hiệu ứng đánh trượt. Đấy, cũng giống như là anh em đeo những cái đồ mà có khả năng là lé tránh ấy, thì cái bọn Hunter nó sẽ bắn trúng vào cái những cái con nó có khả năng là lé tránh. Nhưng mà cái mạng nhện này thì khác anh em ạ. Cái mạng nhện này nó nằm dưới đất. Đấy, nó nằm dưới đất và nó gây ra cái khả năng đánh trượt. Nó khác hẳn luôn. Đây là anh em thấy không? Để xem nhá, để xem bọn Lai thế nào nhá anh em nhá. Lai, của Lai Aegisit à? Được không? Được không? Anh em thấy được không? Được đấy, được đấy. Ui, được đấy. Trông có vẻ được đấy anh em ạ. Được đấy. Nhìn thế thôi, nhìn thế. Ôi, nhưng mà con nhện tôi chết mất rồi. Nhện chết rồi, nhưng mà ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ui, tôi chết mẹ, không ăn được. Không ăn được. Vẫn chưa ăn được anh em ạ. Không ăn được, không ăn được, không ăn được. Xem nào, ghép được cái đồ gì. Ơ, nhưng mà trận này vớ vẩn là câu kéo thời gian là đánh hòa ấy, chứ cũng không mất máu đâu. Đúng rồi, trận này còn có 12 giây nữa, vớ vẩn đánh hòa này. Ôi, được đó nhở. Được đấy, được đấy. Còn 7 giây nữa, cố nào, cố gắng nào, cố gắng nào. Cố gắng chút, cố gắng chút. Được, được, úi rồi, hòa rồi anh em ơi. Được đấy, cầm hòa được cái bọn Nai này.
Hay, hay lắm. Ui, vớ vẩn, trận này lại coi như là thành công, là trở thành một cái huyền thoại luôn này anh em này. Trời ơi. Có khi nào như thế không nhở? Trở thành một cái trận đấu gọi là huyền thoại luôn ấy. Trời, không bao giờ nghĩ đến là tôi có thể chơi được một cái lap như thế đâu. Vãi cứt thật. Nói chung là tự nhiên lại ra nghĩ đồ lẩy ra cái bộ này thì tôi nói thật với anh em là nó cũng đến một cách nó rất là ngẫu nhiên, nó rất là tình cờ. Rất là tình cờ thôi anh em ạ. Nhưng mà là có tính toán, có tính toán. Tính toán anh em, có tính toán đấy. Nào thử xem nào, liệu có thành công không nhờ. Cố lên nào. Trời ơi, tôi vẫn thấy là có vẻ được đấy. Được đấy, Hunter này. Ecosid, Ecosid, Ecosid. Trận này có hai thằng Ecosid. Được không, được không, được không, được không. Được không, ôi tôi chết mẹ con nhện rồi. Ôi nhưng có được không. Chết rồi, không ổn rồi. Cái bọn này nó khỏe quá. Ôi, tôi bị đẩy nhiều máu quá anh em ơi. Cái chết của một huyền thoại đây rồi. Thôi chết rồi. Không ổn, không ổn. Ui mẹ ơi, thằng Hunter to quá, nó có chưa thằng. Có gì đấy hơi sai ở đây nhỉ? Sai ở cái chỗ nào nhỉ? Sắp đi mẹ rồi, còn 10 máu anh em ạ. Dã man. Đang cười nói vui vẻ mà tự nhiên tôi lại thấy có cái gì đấy nó lại hơi gai gai. Vừa coi như là bị cái thằng Hunter nó tát một phát vào mặt cho tỉnh ngộ anh em ạ. Đang for fun. Có ổn không nhở? Chết mẹ con người máu nào sau gặp thằng Beat nó đẩy chết luôn không? Ôi. Cảm giác như có một cái gì vật thể lạ nó chọt vào đít rất là đau ấy nhá. Khả năng chuyện này vô phần là đi top 6 à? À đó, top 5. Vừa tôi chưa biết là như nào đấy. Sao cái tính toán của mình nó lại chưa được đúng nhở? Về lý thuyết thì nó rõ ràng là như thế mà. Có vẻ như là lý thuyết này hơi sai. Lấy cái chén thánh đi. Lấy cái chén thánh đi. Vô lý thật đấy. Ui, à con nhện 3. Đưa con nhện đến 3 chắc là khác đấy anh em. Nhện chắc là bởi vì nó mới là nhện 2 thôi. Tôi cần là cái con heo lên 2 sao. Cần heo lên 2 sao anh em ạ. À. Vẫn chưa ra heo 2 sao. Swordman vẫn 1 sao. Ui, gặp Beat luôn này. Ăn được không? Vô lý thật đấy. Theo lý thuyết là ăn được bọn Beat mà. Đừng có bao giờ để tôi thất vọng. Rõ ràng cái lineup mà mình đã tính toán từ đầu làm sao mà có thể thua được nhờ. Vô lý thật đấy. Ê, nhìn không giống thua. Ui anh em ơi, tôi cảm giác như là vào này tôi đẩy một Beat cực kỳ nhiều máu luôn này. Ôi rồi ôi anh em ơi. Trời ơi, tràn nhà Beat rồi. Trời ơi, đúng rồi như những gì tôi tính toán. Không sai đâu, không sai đâu. Ôi rồi ôi. Quả này tôi nói thật với anh em, 30 máu là ít. 30 máu là ít anh em ơi. Bao nhiêu máu đây? Ôi dồi ôi, 31 máu anh em ạ. À. Trời ơi, thằng này nó đang nhiều máu nhất luôn. Và bây giờ nó tụt xuống còn 17 máu. 31 máu, 48 máu. Wow. Wow. 48 máu một phát đẩy cho anh em ơi. Ủa à. Con mẹ nó đau đấy. Tôi cũng thấy đau cho nó luôn. 48 máu anh em ạ. 48 máu một phát, đẩy một phát xuống còn bao nhiêu? Đẩy một phát xuống là còn có 17 máu, đẩy 31 máu luôn. Trời ơi. Những gì tính toán của tôi nó là đúng anh em ơi. Thế còn những cái thằng còn lại thì sao? Cho gặp mấy cái thằng còn lại xem nào. Được đấy. Ui dồi ôi, được đấy. Lại có một cái cơ hội tạo thành một cái bộ truyền thuyết đây rồi. Chứ còn nếu mà cứ gặp mà cứ đẩy như thế kia ấy, cứ đẩy mỗi ra 31 máu thì 100 máu thì cũng 3 rao là đi thôi anh em ơi. 100 máu thì 3 rao cũng đi thôi. Trời ơi, kinh quá. Đây rồi, để xem cái thằng này thì sao nhá. 6 Glacier à? Chơi cái đéo đi nhở. Gấu gì đây?
Gấu Saman à? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Đầy uy tín luôn nhá anh em nhá. Con này nó đầy uy tín luôn anh em ạ. Trời ơi. Thằng Beat chết mẹ ở kìa. Thằng Beat sau khi gặp tôi một round sao chết luôn. Ôi dồi. Anh em ơi nhìn kìa. Gấu Assassin 2 sao. Khan 2. Rồi thì Sailing 2 sao. Mà anh em nhìn kìa, một mình. Mẹ ơi, một mình cái con nhện nó solo luôn. Con này nó phải gọi là chúa nhện, bà chúa nhện chứ không phải nhện bình thường nữa rồi. Chắc chắn là nhện ở trong phim Tôn Ngộ Không rồi. Chắc chắn là đây là có phải nhện chúa trong động bán tơ không nhờ? Có phải bán tơ nhện không nhờ? Có phải động bán tơ không? Ui mẹ ơi, một mình nó solo kìa. Trông thật đấy. Ui ôi, trông thật đấy. Được quá anh em ơi. Trời ơi, bây giờ tôi đang lọt vào top 3 rồi đây này. Lọt vào top 3 rồi. Liệu rằng có làm lên kỳ tích không? Trời ơi, liệu rằng có làm lên kỳ tích không đây? Tôi chỉ còn có hai con nhện nữa thôi là tôi đập cái con này lên 3 thì không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đâu. Ôi dồi ôi, nhện 3. Tôi cần một con nhện 3 bây giờ. Có được không? Có được không anh em? Bây giờ hiện tại ấy, chúng ta chỉ còn có hai thằng thôi. Còn có hai thằng thôi anh em ạ. Chỉ còn có hai thằng thôi thì cái thằng mà nó chơi Hunter là cái thằng mà nó đang có chuỗi. Nhưng mà cái thằng Hunter nó lại chính là cái thằng mà nó chơi, nó đang đặt vào tay. Nó là một cái bộ mà tôi thông thạo 10 anh em ạ. Ôi, một cái thằng mà nó đặt vào tay nó cái bộ thông thạo 10 thì tôi là tự tin luôn là tôi ăn được nó luôn. Không nói nhiều. Chắc chắn là như thế rồi, với tính toán ngay từ đầu của tôi là counter một cái bộ 9 Hunter mà. Ôi anh em nhìn này. Cái mạng nhện nó đã đặt ra và bộ nó bắn trượt hết anh em ơi. Hunter nó đâu có bắn trúng được đâu. Ôi tôi đẩy cái bộ 9 Hunter anh em nhìn kia. Ôi rồi ôi, đẩy nhiều lắm. Bao nhiêu máu đây? Mẹ ơi, 9 Hunter, Sailing Assassin 2 sao, Tsunami 2 sao, full bộ rồi mà còn không ăn được tôi. Úi xồi ôi. Anh em thấy không? Trời ơi, đấy, tôi bảo rồi, cái bộ đó là cái bộ thông thạo 10 của tôi. Bộ thông thạo nhất của tôi thì tôi ngại gì đâu. Anh em thấy chưa? Trời ơi, tôi sợ gì? Chơi thông thạo là biết luôn cả counter luôn, ngại gì đâu. Đây rồi, Khan lên 2. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, ở trong cái mạng nhện này thì cái bọn Hunter nó phế luôn. Không thể bắn trúng được anh em ạ. Nó chỉ có thể bắn trúng với cái bọn 9 ép thôi. Còn nói chung là đứng ở trong cái mạng nhện ấy thì úi giời. Đứng ở trong mạng nhện thì thôi nhé. Thôi nhá. Thôi nhá. Làm gì có cái cửa. Đứng ở trong mạng nhện thì muôn đời bắn trượt bạn ơi. Chấp cả Sailing xa Assassin 2 sao luôn. Chấp luôn. Quá đen cho đối thủ khi mà cầm trong tay cái bộ lay up thông thạo nhất của tôi. Ôi nó có khác gì là tôi nói thật với anh em thì chỉ yêu thích cái bộ Hunter, chỉ Hunter như là Cross thôi. Đấy Cross thôi chứ còn tôi thì khác gì tôi ăn lầm với cả cái bộ này đâu. Khác gì là vợ tôi đâu. Đấy lúc Cross, lúc mới yêu xinh đẹp lắm, lúc tàn nó xinh đẹp đấy. Nhưng mà ai biết đâu là lúc về chui vào trong chăn thì đánh giấm nó rất là thối. Đôi khi chồng không để ý thì lại ngoáy cái cứt mũi ra để ăn. Thế nên là đấy, Hunter mạnh thì có tôi biết nhưng mà điểm yếu thì tôi cũng biết anh em ạ. À mà khoan. Rất có thể cái clip này sẽ bị xóa anh em nhá. Anh em cũng biết lý do đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Trời ơi, thế là tôi cuối cùng là tôi thành công rồi anh em ạ. 21 máu là cuối cùng đẩy đối thủ đi luôn. Trời ơi, quá kinh khủng. Thế là tự nhiên tạo ra một cái bộ truyền thuyết luôn. Trời ơi, lần đầu tiên luôn đấy. Tôi nghĩ là không ai chơi cái bộ này luôn. Không một ai chơi góp với kết hợp con nhện này cả đâu. Tôi chắc chắn là cái người đầu tiên khai phá rồi. Nhớ anh em nhớ, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai. Bye bye.